Cao nhân xưa đúc kết 9 điều không nên làm, mỗi câu đều đáng giá ngàn vàng. Một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ là điều ai cũng mong muốn. Để đạt được mục tiêu ấy, thực ra không có gì là cao cả cả. Nó hoàn toàn nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Nội thương bệnh chứng phát sinh thường do xúc động thất tình mà ra. Thật khó để có được sự bình yên trong cuộc sống khi bạn luôn cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Nếu không có thể được thanh thản trong tâm hồn, bạn sẽ không thể cảm thấy bình yên ở bên ngoài xã hội. Thực tế, chúng ta thường nói và làm những điều mình không muốn, xung đột với người chúng ta yêu hay quên lãng những điều quan trọng nhất trong cuộc sống, nên dễ rơi vào những cảm giác luyến tuyết và không hạnh phúc. Hãy cùng tìm hiểu những nguyên tắc giúp bạn có được sự bình yên trong cuộc sống. Xác định những mục tiêu mới, ước mơ và ý tưởng mới là điều quan trọng để mang lại sự mới mẻ trong cuộc sống. Hãy chắc chắn rằng bạn không đặt quá nhiều mục tiêu. Dù công việc có bận bịu đến mấy, bạn cũng để đầu óc thư giãn mỗi ngày. Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không có sức khỏe. Bạn không thể cảm nhận sự bình yên trong cuộc sống nếu làm việc suốt cả ngày lẫn đêm. Người xưa đã đúc kết ra 9 điều không nên làm để có được cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh và trường thọ. Mỗi câu trong đó đều như một thiên cơ cho hậu thế. Không nên quá an dật. Cả ngày không làm gì sẽ mất đi những gia vị trong cuộc sống. Vì vậy, ngay khi cả về hưu, bạn vẫn nên tham gia các hoạt động nhiều hơn như nói chuyện, đi bộ, vẽ tranh, viết lách, đọc báo. Cũng nên thường xuyên tập thể dục để cảm thấy thoải mái, giảm bệnh tật, tăng tuổi thọ. Tức giận không quá lâu. Khi tâm trí phiền muộn thì ngàn vạn lần không nên tức giận, sẽ làm tổn thương gan. Để có thể kiểm soát cảm xúc nên thường xuyên duy trì thái độ lạc quan trong cuộc sống. Quần áo không nên quá ấm. Mặc quần áo không nên quá ấm áp dễ bị cảm mạo, cũng không nên quá mỏng manh dễ bị nhiễm lạnh. Ăn không quá no. Ăn chỉ 7-8 phần no. Trước bữa nên ăn súp, uống canh, rau thịt kết hợp, không hút thuốc, không uống rượu. Nhà không quá rộng, nên thích ứng với mọi hoàn cảnh, phòng ở sạch sẽ và thoải mái, không cần nguy nga hay tráng lệ, nếu không sẽ khiến tâm tính dần dần biến hóa không tốt. Bước chân không quá nhanh. Để có sức khỏe tốt nên chăm chỉ đi bộ. Nếu ngồi xe một thời gian lâu, chân sẽ mất đi sự linh hoạt, nhanh nhẹn. Lao động không quá mệt. Cường độ lao động của con người là hạn chế, nếu quá sức có thể dẫn đến thương tật. Vì vậy phải chú ý kết hợp cả việc điều độ và thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Không nên cầu danh. Danh tiếng là vật ngoại thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, chỉ như mây khói bay. Được lợi mà không tham, tiểu sắc tài vận ta không lấy, phong hoa tuyết nguyệt không bền lâu. Không tham, không cầu, không vướng mắc ràng buộc, tự thấy đủ và luôn vui vẻ, thuận theo lẽ tự nhiên, là lẽ sống trăm tuổi mà không bệnh tật.